và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Pearland, Humble, Tomball, Katy, Cypress và những vùng lân cận khác. Vi đều có thể làm việc hết. Hôm nay Vi đang ở trước cái căn nhà mẫu của Perry Home đó ở trong Bridgeland. Hôm nay Vi muốn giới thiệu đến tất cả các anh chị em căn nhà mẫu này. Bây giờ mình hãy đi vào bên trong xem căn nhà này như thế nào nhé. Đó. Cái này là căn nhà mẫu của Perry Home tại Bridgeland. Ở trong khu này á, họ lúc nào họ cũng làm cái đường mà mình đi vào căn nhà đó, có stepway như thế này, rất là xinh và sang trọng. Đó, bước vào căn nhà mẫu này. Căn nhà mẫu này là khoảng 2.000 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Phía bên phải là cái office hoặc là phòng study cũng được. Đó. Cái này có 11 feet ceiling cao. Họ lót bằng sàn gạch luôn cho mình. Và trong phòng ngủ sẽ là thảm. Phía bên phải á, là phòng giặt đồ. Nhưng mà tại cái này á, là office nên họ để máy in với tủ lạnh. Đó. Phía bên trái á, là cái chỗ để mình mang giày. Xong rồi cái cửa này là đi ra cái garage luôn. Căn nhà mẫu, nếu mà xây như căn nhà mẫu này đó thì nó sẽ có giá là tầm 450 hoặc 480 tùy theo mình upgrade những gì. Cái này là cái nhà bếp. Cái builder này ở trong cái khu này đó, họ sẽ làm built-in appliances luôn, giống như là cái oven với lại cái microwave á, sẽ built-in vô trong cái vách tường như vậy đó. Rồi cái tủ lạnh, cái island. Đó. Rồi phía bên này sẽ là có hai cái phòng. Nhưng mà hai phòng này người ta đang làm việc nên Vi không có đi vào ở trong đó. Xong rồi cái chỗ ăn, rồi cái phòng khách bên kia. Và phía bên trái á sẽ là cái phòng master bedroom. Nhà này nhiều cửa sổ nên rất là sáng. Đó. Cái master bedroom, rồi có phòng tắm, có tắm đứng và tắm nằm. Và double sink. Rồi cái toilet ở bên này có cửa luôn, private. Rồi walk-in closet. Vừa đủ, không quá to cũng không quá nhỏ. Bây giờ mình đi ra ngoài phía sau vườn. Golf cover patio. Nhà ở khu này thì xây 4 mặt gạch luôn. Đó. Rất là chất lượng. Hiện tại á, builder này có vài căn inventory home và họ hạ giá nên là cái giá rất là tốt. Bây giờ Vi sẽ dẫn các tất cả các anh chị em đi xem cái căn nhà họ hạ tới 53.000. Chỉ có 409.900 thôi.
mà ở trong khu Bridgeland này. Mình hãy đi xem nhé. Căn nhà này á, là căn nhà mà Inventory Home mà builder mới drop cái price, nên giá của nó là 409.900. Thì hôm nay mình sẽ đi xem bên trong. Nếu mà anh chị nào muốn mua thì hãy gọi cho Vi nhé. Tại vì builder mới giảm tới 53.000, rất là rẻ cho ở trong Bridgeland này. Đó, mới bước vào sẽ là cái ceiling 11 feet cao. Cái sàn sẽ là cái bằng gạch. Họ update cái trim của mình luôn. Cái trim này của cái căn nhà này á, là nó cao hơn so với bình thường. Đó, bước vào phía bên phải của Vi đó là có một phòng ngủ ở phía trước. Rồi một cái phòng ngủ bên này và cái phòng tắm. Cái nhà này thì họ đang làm nên chưa có xong, nên nó còn bừa bộn dơ. Cái cabinet sẽ là cái màu xám. Đó. Cái phòng ngủ thứ hai. Và mình đi xuống cái bên trái này sẽ là cái gara. Đó, họ còn làm nên nó rất là bừa bộn. Còn cái này là cái nhà bếp của căn nhà và cái phòng family room. Cái cabinet sẽ là màu xám luôn. Và built-in appliances thì ở trên này đó sẽ là cái microwave, xong cái này là cái oven, rồi bên này là cái tủ lạnh. Đó. Và phía bên tay phải của Vi sẽ là cái phòng formal dining room. Cái nhà này cũng rất là nhiều upgrade. Rồi rất là nhiều cabinet ở dưới này. Oversize countertop, mình có thể ngồi ở này luôn. Đó, cái sink. Cái này là nó pull down. Cũng một cái upgrade khác. Và cánh cửa pantry đó, họ mở ra xong rồi cắt điện. Mở ra cắt điện xong rồi đóng lại, điện nó tự tắt luôn. Đó, phía bên đó là cái phòng formal dining room. Đi xuống một xíu nữa, phía bên tay phải là có máy giặt máy sấy. Phòng giặt đồ rất là gọn, vừa, không có nhà quá nhỏ cũng quá to. Đó, xong rồi bên này á, là cái phòng office hay là study, có double door. Rồi phía bên tay trái sẽ là phòng master bedroom, có nhiều cửa sổ nên có daylight, nhiều ánh sáng. Rồi mình đi ra phía sau của căn nhà này. Nhà này có double door. Với lại có cái patio, cover patio luôn. Và đặc biệt có là phía sau không có neighbor. Mà cái fan này là bằng gạch, nên mình không có cần maintenance. Cái này là của HOA, họ sẽ cover cái này cho mình luôn. Và nhà này là có 4 mặt gạch. Xem video này của Vi. Nếu mà các anh chị có những câu hỏi thắc mắc gì hãy gọi cho Vi nhé. Số điện thoại của Vi là 832 367 1041. Cảm ơn các anh chị.